Nam Định mình ơi mãi rạng ngời, hiền tài nguyên khí khắp nơi nơi, đất lành chim đậu muôn hoa nở, truyền thống cha ông tiếp lửa đời. Chỉ mấy câu thơ ấy thôi cũng đã khái quát được phẩm chất và tinh thần hiếu học của người thành Nam. Bởi phải có sự phát triển vượt trội về giáo dục, phải có tinh thần tiếp thu rèn luyện, thì hiền tài nguyên khí mới có thể ở khắp nơi nơi. Trên mảnh đất hoa cờ Nam Định nói chung và huyện Mỹ Lộc nói riêng, việc học hành được nhân dân coi trọng và đặt lên hàng đầu. Đó không chỉ là đạo lý tôn sư trọng đạo thông thường, mà trở thành phong cách sống, phạm trù đạo đức để mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi làng xã, mỗi đơn vị giáo dục noi theo. Vốn là vùng đất của biết bao tinh anh địa linh nhân kiệt, kết hợp diệu kỳ với những thơm thảo hữu tình của vùng quê phì như màu mỡ, chung đúc nên tài năng nhiều bậc tiên hiền để đời sau phát huy tiếp nối những trang vàng hiếu học. Lớp lớp các thế hệ con dân của quê hương nổi tiếng với hành cung Thiên Trường và Vương Triều Trần đã trưởng thành và ghi dấu ấn với nhân dân cả nước trên con đường khoa cử. Thì trong số đó có rất nhiều người đã từng học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc. Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc khi mới thành lập năm 1972 mang tên Trường Phổ thông cấp 3 thành phố Nam Định, với 5 lớp học bằng tranh tre, vách đất tại làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Đến năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, trường được chuyển về thôn Vạn Đồn, xã Mỹ Hưng, phía nam ga Đặng Xá. Thầy và trò vừa học tập, vừa lao động xây dựng nhà tranh vách đất, vừa khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng theo lời Bác dạy. Dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy tốt, học tốt. Chỉ sau một năm học, nhà trường đã có 8 lớp học với gần 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Nam Hà, Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh, năm 1977, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đổi tên thành Trường Phổ thông Trung học Bình Lục C. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường đã có 15 phòng học cấp 4 và mái bằng, thay thế cho những lớp học tranh tre, nứa lá. Tháng 11 năm 1995, trường được chuyển về vị trí hiện nay, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc. Ban đầu trường có 10 phòng học kiên cố cao tầng xây mới, có 2 phòng học cấp 4 và 1 dãy nhà cấp 4 cũ của công ty lương thực Hà Nam Ninh để lại, vừa làm phòng học, vừa làm phòng hiệu bộ của nhà trường. Tháng 5 năm 1997, thực hiện nghị định của chính phủ chia tách tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam, huyện Mỹ Lộc được tái lập sau hơn 30 năm chia tách. Khi đó, trường lại được đổi tên một lần nữa, từ Trường Phổ thông Trung học Bình Lục C thành Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc như ngày hôm nay. Trong suốt quá trình trường mang tên Bình Lục C hay Mỹ Lộc, thành tích và những kết quả đạt được của nhà trường các năm đều phát triển tương đối tốt. Về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, về kết quả học sinh giỏi, về sự trưởng thành của học sinh cũng như thế hệ của thầy và trò nhà trường. Đến thời điểm này là so với thầy trước đây, nhà trường đã phát triển tương đối nhiều. Đó là do sự đóng góp của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong những năm qua. Tôi vô cùng phấn khởi khi trở lại mái trường xưa
mình đã giảng dạy và công tác. Phải nói rằng đó là niềm tự hào của mỗi thầy cô giáo, mỗi người đứng trên bục giảng đều thấy tự hào về mái trường mình đã từng công tác và cống hiến. Tôi mong rằng sự phát triển của nhà trường sẽ liên tục đi lên, thành tích năm sau cao hơn năm trước để đóng góp trong cái thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo Nam Định và làm đẹp thêm cho quê hương Mỹ Lộc thân yêu. Những ngày đầu còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng thầy và trò đã cố gắng vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện xuất sắc đường lối phương châm giáo dục của Đảng ở thời kỳ đó. Học đi đôi với hành, giảng dạy gắn liền với lao động sản xuất. Nhà trường là trung tâm văn hóa khoa học của địa phương. Từ trong phong trào đó đã có nhiều thầy cô được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia đã xây dựng nên truyền thống dạy tốt, học tốt. Mà quả ngọt chính là các thế hệ học sinh ưu tú của nhà trường đã trưởng thành và có những thành công nhất định như anh Đặng Đình Khiêm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định, cựu học sinh khóa đầu tiên 1972-1975. Anh Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám đốc Bệnh viện 1 Nam Định, cựu học sinh niên khóa 1973-1976. Tiến sĩ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu học sinh khóa 1975-1978. Anh Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cựu học sinh niên khóa 1975-1978. Trung tướng Lê Quý Đạm, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, cựu học sinh niên khóa 1975-1978. Đại tá Lương Văn Kiểm, chỉ huy trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cựu học sinh niên khóa 1984-1987. Anh Trần Quốc Lập, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Lộc, cựu học sinh niên khóa 1986-1989. Anh Lê Anh Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vận tải Thiên Ân, cựu học sinh niên khóa 1989-1992. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu học sinh niên khóa 1974-1977. Anh Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc, cựu học sinh niên khóa 1986-1989. Và rất nhiều gương mặt các anh chị học sinh tiêu biểu khác đã đóng góp cho sự phát triển của xã hội trên mọi lĩnh vực. Tên tuổi các anh, các chị khác đã làm rạng rỡ tên tuổi trường Mỹ Lộc. Tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm học vừa qua, các thầy cô giáo và các em học sinh đã quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, gặt hái những thành công kỳ diệu. Tiêu biểu như học sinh Trần Thủy Linh lớp A6 niên khóa 2016-2019 vừa đạt giải nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, vừa là thủ khoa khối D cấp trường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. Hiện là sinh viên năm thứ tư khoa ngôn ngữ tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Học sinh Trần Thu Hoài, lớp A8, niên khóa 2017-2020, là một trong hai học sinh trên toàn quốc đạt 3 điểm 10 tổ hợp khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa luật kinh tế của trường Đại học Luật. Trong 5 năm học gần đây, đã có 5 học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu là học sinh Trần Huy Hoàng lớp A1, niên khóa 2019-2022, đạt giải nhất với điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý năm học 2021-2022. Khi mà giảng cho sinh viên Học viện Ngoại giao thì tôi thường chiếu cái hình ảnh của cái trường cấp 3 nơi tôi học, là trường cấp 3 thành phố Nam Định và bây giờ là trường cấp 3 Mỹ Lộc.
để muốn nói với các em là thế này: dù các em xuất thân ở nơi nào, dù học trường nào, nếu các em có đam mê, các em có khát vọng và phấn đấu hết mình cho cái đam mê khát vọng đó, thì các em nhất định sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Cái trường ngày xưa chúng tôi học không được khang trang như thế này đâu. Nó còn tranh tre nứa lá ở trong làng Vạn Đồn ấy. Và cái thầy cô giáo ngày xưa thì cũng vất vả lắm. Ngoài cái giờ đi dạy học thì còn phải làm rất nhiều việc để lo cho cuộc sống của gia đình mình, của con cái mình. Thế nhưng tinh thần trách nhiệm của cái thầy các cô và lòng yêu thương học trò thì lúc nào cũng rất là đầy đủ, rất tràn đầy. Nhà trường đã dạy cho chúng tôi những kiến thức rất cơ bản để chúng tôi bước vào cái trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng hơn là đã dạy chúng tôi những cái kiến thức để làm người, để làm một cái công dân tốt cho xã hội. Với tất cả chúng ta thì cái quãng đời học ở trường phổ thông ấy là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nơi đó có tình thầy trò, nơi đó có tình bạn bè và có cả những cái rung động đầu đời không bao giờ quên được. Một nửa thế kỷ đã trôi qua với biết bao thăng trầm của lịch sử và những biến thiên của cuộc sống. Trong thời bình cũng như trong thời chiến, lớp lớp các thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Họ được rèn đức, luyện tài, trở thành những người con có ích, đem tài năng cống hiến cho đất nước. Và dù ở đâu, làm gì, họ cũng luôn hướng về trường xưa như hướng về cội nguồn đất mẹ. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, có nhiều thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh của trường đã tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, chiến đấu anh dũng trên các chiến trường miền Nam. Hòa bình lập lại, ngoài việc thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thầy và trò nhà trường còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, tích cực góp phần xây dựng truyền thống tốt đẹp của quê hương Mỹ Lộc. Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ mái trường này, gần 15.000 học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Hơn nửa trong số đó đã có bằng đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Trong đó, có nhiều người đã trở thành tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Những cô cậu học trò trường huyện năm nào còn bỡ ngỡ rụt rè, nay đã trở thành các nhà khoa học, các sĩ quan trung cao cấp trong quân đội, công an, là nhà văn, nhà thơ, nhà quản lý giỏi, những doanh nhân tài ba, các chiến sĩ ưu tú, những người sản xuất giỏi trên mọi miền của Tổ quốc. Mình tên là Trần Quốc Lập, mình học khóa 1986-1989. Lúc đấy thì trường mang tên là trường Trung học Phổ thông C Bình Lục. Khóa mình thì có 5 lớp và lúc đó đi học thì còn khó khăn lắm, bởi vì là đường thì là đường đất, cho nên là đi ngày nắng thì mới đi được xe đạp, còn ngày mưa thì bọn mình phải đi bộ. Đấy, và trong đó thì bọn mình nhớ nhất là cái đối với trường cấp 3 khi vào học ở trường thì là vừa là những người mà thầy dìu dắt cho bọn mình về cái kỹ năng sống. Đến bây giờ khi mà chúng mình có được cái công việc và cái sự vững chãi trong cái từng trải trong cái cuộc sống mà có thể là sống được tốt như bây giờ thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình không thể quên được những cái thời kỳ mà học cấp 3 ở trong trường. Đó là những năm mà vừa rất là khó khăn nhưng mà cũng là rất là vui và trong sáng, bởi vì là ở đó chúng mình có thể là có 3 năm học với nhau mà trải nghiệm tất cả những cái vất vả của cái cuộc sống của lúc bấy giờ, nhưng đồng thời cũng là những cái tình cảm mà có thể nói là gắn bó với nhau mà đến bây giờ vẫn khi gặp lại thì vẫn là những người bạn mà có thể nói là thân thiết và không bao giờ quên được. Như một thứ vàng mười đã qua rất nhiều lần thử lửa, bằng những lần đổi tên và thay địa điểm, vượt qua nhiều thời kỳ khó khăn, đến nay nhà trường đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân huyện Mỹ Lộc và của tỉnh Nam Định. Trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, trường có quy mô lớn với 30 lớp, hơn 1.200 học sinh và 79 cán bộ, giáo viên, người lao động. Những năm gần đây, được sự chỉ đạo quan tâm đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc
sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh, trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường luôn đi đúng đường lối đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, được các cấp ban ngành quan tâm, tạo điều kiện, xây dựng và đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ mới với đầy đủ các phòng chức năng và phòng sinh hoạt tổ bộ môn, đảm bảo đủ phòng học và phòng chức năng, khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp với tổng diện tích trên 22.000 m². Năm 2020, nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhà đa năng và đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống. Hiện nay, nhà trường có 4 dãy nhà cao tầng phục vụ cho các hoạt động quản lý, chuyên môn, giáo dục. Các điều kiện cơ sở vật chất khác từng bước được bổ sung, nâng cấp, trang bị để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và giáo dục của nhà trường theo quy định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện đại. Với bầu nhiệt huyết cháy bỏng, khát vọng được cống hiến, với tình yêu nghề và yêu thương học sinh, trong suốt 50 năm qua, đã có biết bao các thế hệ thầy cô giáo cống hiến tâm huyết và tuổi xuân cho sự phát triển của nhà trường. Tình yêu và lòng nhiệt huyết ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có rất nhiều các thầy cô đã nghỉ hưu nhưng vẫn hướng về mái trường, theo dõi từng bước phát triển của cả tập thể thầy và trò. Những bàn tay nối tiếp bàn tay, những mái đầu bạc bao bọc chở che cho những mái đầu xanh bất chấp quy luật khắc nghiệt của thời gian để tạo nên danh tiếng và chất lượng của ngôi trường mang tên Trung học Phổ thông Mỹ Lộc. Bởi vậy, trường có được như ngày hôm nay là nhờ công lao rất lớn của các thế hệ đi trước. Các thầy cô đã trở thành biểu tượng mẫu mực trong lòng các thế hệ học trò. Tôi học khóa 1974-1977 và trường là trường cấp 3 thành phố, là tiền thân của trường cấp 3 Mỹ Lộc bây giờ. Và trường thì ở trong ga Đặng Xá và nhìn chung là cái thời gian ấy thì là rất gian khó. Và đi học thì bằng xe đạp và đi từ Nam Định, chúng tôi là người Nam Định, thành phố Nam Định và lên trên đại học thì đi một quãng đường dài và thời gian đó thì có lẽ là rét nhất từ trước đến giờ. Và chúng tôi vẫn cứ hăng say đến trường và vượt khó và cũng mọi việc cũng thành đạt. Tôi ra trường được 48 năm rồi. Thì và khi quay trở lại trường thì và rất xúc động và cảm giác như mình cứ bỡ ngỡ là một cái ngôi trường đẹp quá và rộng. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách với tất cả những nỗ lực và say mê không ngừng của các thế hệ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh nhà trường. Mỗi năm học đi qua đều trở thành một dấu son thấm đỏ trong bảng vàng thành tích của nhà trường. Nhiều thầy cô giáo trẻ say mê với nghề đã tự trau dồi kiến thức để bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, đạt thành tích xuất sắc, đưa nhà trường luôn đứng trong top đầu của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức khá tốt đạt trên 99%. Và tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi đạt trên 99%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đạt kết quả cao. Tỷ lệ học sinh độ tốt nghiệp luôn đạt 100% với điểm bình quân đứng trong top 20 trường cao nhất tỉnh. Chất lượng đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, trước thềm kỷ niệm 50 năm thành lập, vượt qua mọi khó khăn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong năm học 2021-2022, thầy và trò đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào, góp phần nối dài thêm trang vàng thành tích của nhà trường. Đó là thành tích thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các thầy cô giáo lãnh đội và các em học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi đã vươn lên đoạt giải nhất toàn tỉnh, thành tích cao nhất trong lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường. Đó là kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, có điểm trung bình xếp thứ 15 trong tỉnh, vượt được 4 bậc so với năm 2021.
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 xếp thứ 13 trong tỉnh. Trong đó có học sinh đứng trong top 10 học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất tỉnh. Thành quả đó có được trước tiên là sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ các thầy cô giáo và các em học sinh. Bên cạnh đó là sự chung tay giúp đỡ của đồng nghiệp, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường. Đội ngũ nhà giáo đã luôn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và học tập, luôn say mê tự học, tìm tòi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Năm 2022, nhà trường có 2 nhà giáo trong tổng số 11 nhà giáo của tỉnh Nam Định là cô Nguyễn Thị Thương và cô Nguyễn Thị Thanh Huyền đã được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft. 3 năm học vừa qua thì em đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhờ sự chỉ dẫn và chăm sóc chỉ bảo của thầy cô thì em đã đạt được giải nhất trong cuộc thi lý, vật lý cấp tỉnh và em đứng thứ nhất toàn tỉnh ạ. Em cảm thấy rất tự hào khi đã mang lại vinh quang cho trường. Bên cạnh đấy thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình cũng như là thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện và tạo thêm động lực cho em để giúp em được thành công như ngày hôm nay ạ. Không chỉ riêng em mà tất cả các bạn, toàn bộ tất cả các đội hay là tất cả các học sinh toàn trường ấy luôn đều là một những cá nhân rất là tốt khi mà đã đóng góp được bề dày thành tích cho cả trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc. Em thấy đó là tất cả sự nỗ lực, sự cố gắng, sự tâm huyết của các thầy cô, sự cố gắng học tập của tất cả các bạn, nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm học tập của các bạn. Em thấy rất là tự hào về mái trường và đây cũng là một minh chứng khi mà em đã cho quyết định của em học trường này là không sai ạ. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ rất là nhiệt tình và tận tâm của thầy cô cùng với ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó thì các bạn cũng là một nguồn động lực tinh thần giúp em cố gắng hơn trong học tập. Em đã đạt được thành quả là giải nhất cuộc thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh. Bên cạnh đó thì trong các cuộc thi thử ở trường thì em cũng liên tục giành vị trí số 1 ạ. Và sau này khi ra trường thì em cũng sẽ luôn hướng về ngôi trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc thân yêu và sẽ luôn qua đây là ngôi nhà để em tìm về ạ. Phát huy truyền thống đó, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, tổ chức cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, thúc đẩy việc cải tiến các phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học. Đến nay, 100% cán bộ quản lý đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực quản lý tốt. Nhà trường có 12 giáo viên, cán bộ quản lý đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, chiếm 16%. Đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề. Học sinh của nhà trường chăm chỉ, có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường liên tục được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhiều năm liền, chi bộ nhà trường được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm học 1997-1998 cho đến nay, nhà trường đã 15 lần được nhận bằng khen, giấy chứng nhận của các cấp bộ ngành. Tiêu biểu như bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1997-1998. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm đổi mới giáo dục đào tạo từ năm 1990 đến năm 2000. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2000-2001 đến năm 2003-2004. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020.
giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định vì đã có thành tích xuất sắc là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đó là sự khẳng định cho sự vươn lên mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, về vị thế, uy tín và niềm tin của nhân dân dành cho nhà trường, và cũng là sự ghi nhận cho những cố gắng và phấn đấu không ngừng của biết bao thế hệ thầy và trò, làm rạng danh trang sử vẻ vang của nhà trường. Là những người tiếp bước, chúng tôi vô cùng tự hào và trân trọng biết ơn các thế hệ đi trước đã tạo dựng và trao truyền cho chúng tôi những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Đó là sự đoàn kết, tận tâm với nghề, yêu thương học trò. Chúng tôi cũng vô cùng hãnh diện khi được học tập và công tác dưới mái trường nửa thế kỷ. Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh nguyện sẽ quyết tâm phát huy giữ gìn truyền thống của nhà trường để đưa mái trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân huyện Mỹ Lộc và của tỉnh Nam Định và trở thành trường có chất lượng giáo dục đào tạo cao trong tỉnh. Nếu ví cuộc đời như một bài ca, thì những năm tháng hoa niên dưới mái trường phổ thông trung học là những thanh âm trong trẻo nhất của bản nhạc ấy. Và cuộc đời có hội ngộ thì sẽ có chia ly, có trải qua khó khăn gian khổ, có rèn luyện thì mới có thành công. Quy luật thời gian ấy sẽ không thiên vị với ai. Nhưng với mỗi người dân sinh ra và lớn lên trên quê hương Mỹ Lộc, trải qua cái nghèo cái khó mà vẫn chăm chỉ cắp sách đến trường nhặt từng con chữ, như người nông dân cần cù một nắng hai sương làm nên mùa vàng chữ hạt, thì mãi mãi trong ký ức họ vẫn đong đầy những kỷ niệm về ngôi trường huyện giàu truyền thống mang tên gọi hết sức giản dị và chân thực. Tên gọi từ chính mảnh đất đã sinh ra, đã đùm bọc, đã cưu mang, che chở cho ngôi trường cấp 3 đầu tiên của mình. Đó chính là ngôi trường phổ thông trung học Mỹ Lộc ngày hôm nay.